kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin 6 giờ của TV Tuần San, tvtsonline.com.au. Bản tin hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 1 sẽ có những tin chính đáng chú ý sau đây. Hội chợ Tết thứ 3 của cộng đồng người Việt tại Melbourne đã diễn ra tại vùng ngoại ô Richmond với đông đảo người dân tham gia. Chính quyền bang Victoria xem xét cải cách luật tại ngoại sau vụ việc thảm khốc tại Bourke Street hồi cuối tuần qua. Hàng nghìn người đã tổ chức biểu tình phản đối một kế hoạch nhằm cải cách hệ thống lương hưu tại Đài Loan. Đầu tiên là tin tức về cộng đồng người Việt tại Úc. Theo quý vị và các bạn, ngày hôm qua, hội chợ Tết thứ 3 của cộng đồng người Việt tại Melbourne đã diễn ra tại Victoria Street thuộc vùng ngoại ô Richmond. Phóng viên TV Tuần San Nguyễn Hồng Anh đã có mặt để đưa tin tại hội chợ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật 25 tháng Chạp. Cách đây 2 ngày, chúng ta đã đưa ông Táo về trời để báo cáo tình hình ở giữa trần gian này. Chúng tôi, Nguyễn Hồng Anh của tvtsonline.com.au, chúng tôi xin báo cáo với quý vị về cái tình hình ăn Tết ở tại thành phố Melbourne này. Cách đây 2 tuần đã có 2 buổi hội chợ Tết, một ở Sydney và một chủ nhật gần đây là ở Footscray. Và hôm nay là hội chợ Tết ở Richmond. Tên chính thức của hội chợ này gọi là Vietnamese New Year Festival, hay là Vietnamese Victoria Street New Year Festival. Victoria Street là con đường mà chúng tôi đang đứng ở đây. Đây là con đường nổi tiếng nhất của người Việt Nam tại thành phố Melbourne này. Và con đường này đi lên phố chỉ mất chừng khoảng 500 mét hoặc là một cây số là chúng ta đến ngay trung tâm thành phố Melbourne. Và thưa quý vị, cộng đồng Việt Nam ở đây, ở nước Úc này, trên 200.000 người. Cộng đồng Việt Nam ở thành phố Melbourne này khoảng 80-90.000 người. Luôn luôn nhớ về quê hương và luôn luôn mỗi năm đều có cái lễ hội Tết để nhớ, để ôn lại cái lịch sử của mình, để vui chơi vui xuân, để mình duy trì lại cái nền văn hóa của Việt Nam. Thưa quý vị, lát nữa chúng tôi sẽ mời quý vị đi xem những cái sinh hoạt ở đây, có cái khán đài chính, có nơi người ta đọc diễn văn, có thị trưởng, có dân biểu, có thượng nghị sĩ tới đọc diễn văn để chung vui với cộng đồng Việt Nam ở đây. Và quan trọng nhất là có rất nhiều cái sinh hoạt, có chừng khoảng, tôi nghĩ là khoảng 50-60 cái liều ở trước mặt tôi. Và lát nữa chúng tôi mời quý vị đi một vòng để quan sát sinh hoạt Tết ở thành phố Richmond này. Mời quý vị theo chúng tôi. Thưa quý vị, đây là ông dân biểu Adam Band. Ông là dân biểu của đơn vị Melbourne. Happy New Year, Happy New Year. Adam Band. Chúc mừng năm mới. Ông Band, có phải đây là lần đầu tiên hay tôi không nghĩ đây là lần đầu tiên ông đến dự ngày hội này ở Richmond? Chúng tôi gọi đây là ngày hội năm mới âm lịch Việt Nam. Và ông nghĩ gì về thời tiết hôm nay? Ông nghĩ gì về cái không khí ở nơi đây? Vâng, tôi đã tham dự hội chợ Tết này nhiều lần. Tôi đến dự từ năm 2000 với tư cách là một dân biểu đại diện cho địa phương. Và trước đó, tôi thường đến đây thăm viếng vì đây là một ngày tuyệt vời và càng ngày càng hay hơn. Hãy nhìn xem kìa, hôm nay trời đẹp và dọc con đường Victoria có rất nhiều gian hàng. Đã có hàng ngàn người đến dự, mà đó mới chỉ là bắt đầu thôi. Và tôi nghĩ cho đến tối thì sẽ có cả hàng trăm ngàn người đến đây. Để xem đầy đủ phóng sự, mời quý vị theo dõi tại website tvtsonline.com.au. Và tiếp theo là thông tin từ Việt Nam. Chính phủ vừa quyết định đồng ý thí điểm cho người Việt vào chơi casino tại Việt Nam trong 3 năm với nhiều quy định chặt chẽ. Theo đó, để được phép vào chơi, người Việt phải đáp ứng nhiều điều kiện như đủ 21 tuổi trở lên, đủ năng lực về tài chính, phải mua vé tham gia chơi tại điểm kinh doanh casino. Mức vé là 1 triệu đồng cho 24 giờ, hoặc 25 triệu đồng cho một tháng. Mặt khác, nghị định cũng cho biết, tiền đồng Việt Nam là loại tiền duy nhất người Việt được phép sử dụng
để đổi tiền quỹ ước và ngược lại, từ tiền quỹ ước đổi ra tiền đồng Việt Nam. Những điều trên sẽ được thực hiện thí điểm trong 3 năm. Sau 3 năm thí điểm, chính phủ sẽ tổng kết đánh giá và quyết định về việc có tiếp tục cho phép người Việt Nam chơi casino hoặc có thể chấm dứt không cho phép người Việt Nam chơi casino tại Việt Nam. Ngày 21 tháng 1, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Thị Nga về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Theo báo Công an Nhân dân đưa tin, bà Nga 40 tuổi khi bị bắt đang truy cập mạng Internet đưa một số video clip bài viết tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp theo là một số tin tức nước Úc. Chính quyền bang Victoria sẽ thành lập một tòa án đêm cho các quan tòa để xem xét về việc cải cách luật tại ngoại. Đây được xem là một bước đi lớn nhằm mục đích làm cho Victoria an toàn hơn sau vụ việc thảm khốc tại Bourke Street ở ngay trung tâm thành phố Melbourne hồi cuối tuần qua. Nhà tư pháp Paul Cotland sẽ xem xét lại toàn bộ hệ thống và sẽ trình bày trước chính phủ những tư vấn về cải cách trước ngày 3 tháng 4. Kẻ bị buộc tội giết người Dimitris Gagasolas đã được thả tại ngoại mấy ngày trước khi bị cáo buộc tàn sát người đi bộ tại trung tâm mua sắm hôm thứ Sáu. Vụ việc khiến 5 người tử vong, trong đó có một bé trai 3 tháng tuổi. Hơn 30 người khác bị thương và hiện nay 15 người vẫn còn trong bệnh viện. Ngày 22 tháng 1, Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Úc cho biết nước này sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, bất chấp lo ngại Mỹ sắp rút khỏi Hiệp định Thương mại giữa 12 nước thành viên này. Phát biểu với báo giới, ông nhấn mạnh TPP sẽ mang đến cơ hội xuất khẩu mới cho người nông dân, các nhà cung cấp dịch vụ của Úc. Qua đó hỗ trợ sự tăng trưởng thương mại trong khu vực, góp phần thúc phát triển kinh tế và tạo nhiều việc làm mới. Vì thế, chính phủ Úc vẫn tiếp tục vận động các đối tác trong TPP, kể cả thuyết phục Mỹ nếu thấy cần thiết nhằm bảo đảm lợi ích cho TPP. Đồng thời hy vọng Hiệp định Thương mại Tự do Đa phương này sớm được triển khai. Gladys Berejiklian sẽ trở thành thủ hiến thứ 45 của bang New South Wales sau khi được bầu làm lãnh đạo của Đảng Tự do trong một cuộc họp sáng nay. Bà Berejiklian, 46 tuổi, đã là thành viên của Hội đồng Cử tri Sydney từ năm 2003. Ông Mike Batt từ chức hồi thứ Năm tuần trước với lý do các thành viên thân cận trong gia đình liên tục bị ốm. Bộ trưởng Tài chính Dominic Perrottet đã được bầu làm phó lãnh đạo của Đảng Tự do New South Wales và John Barilaro sẽ vẫn là phó thủ hiến bang. Và cuối cùng là tin tức thế giới. Cuối tuần qua, hàng triệu người đã đổ ra các ngã đường trên khắp thế giới nhằm phản đối tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo BBC, có hơn 600 cuộc tuần hành trên toàn cầu, mục đích chủ yếu là để tôn vinh nữ quyền, chủ đề mà các nhà hoạt động tin là bị đe dọa dưới thời Tổng thống Trump. Cuộc tuần hành lớn nhất ở Mỹ diễn ra tại thủ đô Washington. Các nhà chức trách thành phố ước tính hơn 500.000 người tham gia. Trên khắp nước Mỹ cũng diễn ra nhiều cuộc tuần hành lớn, điển hình là ở Chicago, Los Angeles, New York, Seattle, Boston và Miami. Trước đó, biểu tình chống Trump đã diễn ra ở Sydney, Úc, New Zealand và một số thành phố châu Á khác. Ngày 21 tháng 1, lực lượng cứu hộ Ý đã tìm thấy thêm 4 người còn sống trong khách sạn bị tuyết vùi lấp hồi giữa tuần trước ở miền trung nước Ý. Tính đến sáng nay, đã có 6 người thiệt mạng và 23 người mất tích. Hiện chưa có dấu hiệu nào về những người đang mất tích. Nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện hết sức khắc nghiệt, tuyết rơi dày và tầm nhìn hạn chế ở độ cao 1.200m so với mực nước biển. Trong khi đó, nếu có người còn sống mà đang mắc kẹt dưới đống đổ nát bị tuyết phủ, họ đang phải đối mặt với đêm thứ tư trong điều kiện băng giá. Trước đó, ngày 18 tháng 1, tại miền trung nước Ý đã xảy ra tổng cộng 4 trận động đất mạnh trên 5 độ Richter, kèm theo hơn 100 dư chấn. Trận động đất đầu tiên đã khiến tuyết lở, làm sập khách sạn Rigo Piano. Hôm qua, khoảng 12.000 người đã tổ chức biểu tình phản đối một kế hoạch nhằm cải cách hệ thống lương hưu bên ngoài văn phòng Tổng thống Đài Loan. Trong tuần này, Phó Tổng thống Đài Loan Trần Kiến Nhân đã công bố một kế hoạch cải cách hưu trí dành cho giáo viên, cán bộ công chức và người lao động phi chính phủ. Theo đó, việc thanh toán lương hưu sẽ bị trì hoãn trong 10 năm. Kế hoạch này đã gây bức xúc trong công chúng, trong đó có nhiều người cho rằng nó thể hiện sự bất lực của Tổng thống Thái Anh Văn. Cải cách lương hưu được cho là thiết yếu đối với Đài Loan bởi các khoản chi lớn không còn bền vững cho nên kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào xuất khẩu, tăng trưởng kinh tế chậm lại và dân số già đi nhanh chóng. Bản tin 6 giờ của TV Tuần Sun ngày hôm nay xin phép được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.